Ui. Ấy, ui còn nữa này. Ấy. Ui, hai con liền mọi người. Có con nào không anh? Anh em mình lại đi kích cá mọi người ạ. Nhưng mà kích ở khu ao này. Khu này nhiều ao nhiều cống con nào ra. Đấy còn gì quẫy à? Ui đục ngầu anh ạ. Ui cá nhiều như ao luôn thật anh. Ui xì xì rồi. Trắng vào nước luôn sợ. Ấy không có nhiều cống mọi người ạ. Mấy hôm mưa chiến biên anh em mình ra xem có con nào sống ra không. Ao chùm đầy. Ao chùm ra mà. Anh đi mưa thêm một hai trận nữa to nữa thì còn ra nữa. Ừ, vâng. Trắng mặt luôn. Bữa này đã không dọn gì đâu nhỉ, nước hơi đục. Đấy, vừa phi bắt. Có cô mà con này cho có cô là mọi người nhìn nó quẫy ấy. Ui ui chắc cụ anh ơi, chắc cụ. Ui gãy cần luôn mọi người ạ. Ui con chó to nhỉ. À? Lên qua nhìn xứ nhỉ. Có đỡ lên không anh? Ui giời, ngon. Gãy cần rồi. Ui được con chép hút cống mọi người. Sướng chưa? Lên qua nhìn sướng đi. Ấy, con gì? Đây này cuộn này nhỉ. Úp, rô phi to. Rô phi to, bắt luôn. Ui rô phi cụ mọi người. Toàn hàng cũ ấy, chắc ao ra đấy. Đấy. Rắn, nước. Rắn, không có rắn mà. Rắn nước to. Mưa xong nước rắn nó đi kinh dã man rồi. Nước to. Rắn bùng nó. Ấm rồi mọi người, không chắc to. Nghi ao ra thật đấy. Ấy, ui còn nữa này. Ui trời. Đúng ao anh. Đúng là ao ra rồi nhỉ. Ao ra. Đấy anh em mình có đi qua ngó thấy mấy cái cống người nó bị tung ra mọi người. Ui. Đây đi. Các bạn ơi em một tay cầm máy quay nên là hơi khó, anh cứ đẩy lên mặt đất được em nhặt vào cũng được. Đúng ao ra thật mọi người. Như là này. Ấy. Mưa mà mấy hôm nó mưa triền miên cống bị rách. Ấy, có gì anh? Anh thấy nó cuộn chưa? To luôn anh ạ. Đâu nhỉ? Cuộn quá sứ thật mọi người ạ. Không va vào nhỉ. À đây. Đâu. Đâu. Làm có đây này. Làm có đây. Biết ngay. Đây là anh nhìn chút. Đây mọi người. Rút có này. Em biết ngay này. Nói rồi. Có phát đến đây mỏi. Khó đến lắm anh. Đây có cây què này. Anh bới ra. Đây có cây này. Có cây anh đứng tháo xuống cây anh cầm máy quay. Các bạn mình nắm đò quá nên là cho người quá nhiều quá không ai bỏ không thấy là nó rút ở đây này. Ui con này cũng to nhỉ. Ấy ui trời ơi chắc cụ luôn thà nào chứ có sao này ao xuống ra đấy được 3 con rồi mọi người. Đây hình trường quay cho mọi người xem đấy 3 con to chưa đã luôn. Tiếp vào đầu này mong sao là nó sống ra nhiều như anh bắt.
cá ao rồi đang sống cá gì sống ra ngoài đi. Nói chung là người ta đã xin anh em cũng trả rồi. Anh kỹ tay đấy, con gì này? Anh thấy chưa? Định nhìn thấy con gì chưa? Chưa. Quẩy nó có nắm bèo, khó đánh mọi người. Ở đây nắm cốc ngào ra lắm. Bao chuông nhiều. Mưa mấy hôm liên tiếp là cao ra hết hay mưa. Đây có cống này. Đây có cống ao mọi người. Đấy. Đây mọi người bên trong là ao ấy. Chúng mình chưa vỡ cống rồi, mưa nước to xả vỡ rồi. Ôi sổ bé. Không có đỏ to to lắm. Ui, nhiều rô phi thế. Đạn luôn mọi người. Đấy. Ui, hai con hiền mọi người. Hai con hiền này. Ui, tụ ở đây này. Thôi, thôi đi anh ạ. Sột bé, bắt con sột bé về luôn nhỉ. Ui, thêm hai con nữa này mọi người. Ui, phê chưa. Nhẹ nhàng đấy. Nó lại tụ ở đây nhỉ. Nó đang đi. Đúng vỡ cống rào mọi người, xay nước rào rồi. Úi, to chưa à, sướng chưa mọi người. Thế là được 5 con. Đúng ao ra rồi anh chưa. Không tránh này đúng ao ra rồi. Đây nhiều cá như thế này mà. Úi, sọt. Tôi săn cá to anh, cá bé bố. Sọt. To đi nữa bắt này. Bắt người này. Ui, có ở mạng. Cái gì? Không biết cái đó. Cải bùn. Phê quá mọi người. Đây cái cống nữa này. Cống nữa này mọi người. Sột bé lắm, sột bé thế. Ăn thôi rồi. Ăn thôi rồi. Ăn thôi rồi tỏi nhỉ. Cái mẹ sao lại chui trong cống rồi. Ăn thầu dầu nhau đi mọi người. Ấy. Ui giời trong cống kìa. Nhìn con mọi người. Để ao ở trong ca này. Đây mọi người, anh em mình quay cái cho mọi người xem nhé. Đây. Từ đây con này.
Đấy. 5 con mọi người ạ. 5 con to. Mình nghĩ là cá ao người ta sống ra mà mọi người ạ. Clip này anh em mình xin kết thúc đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở clip tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người nhá. Anh em mình nhìn được khác đây.